Câu chuyện này chưa bao giờ kể nè, câu chuyện này chưa bao giờ kể nè. Câu chuyện số 11. Câu chuyện này cũng là câu chuyện có sự hiện diện của bà Bảy nha mọi người. Hồi đó trong xóm của em Hiếu lúc này có một cái xưởng vừa mới đem, kiểu như là vừa mới mở ra cái xưởng ở trong đó đó. Mà cái xưởng này không có con trai nha, cái xưởng này chỉ có những người con gái thôi làm trong đó. Mà tới bây giờ Hiếu vẫn không biết được là trong cái xưởng đó người ta làm cái gì nha mọi người. Từ từ cái bị nghẹn rồi mấy bạn. Tới thời điểm bây giờ tôi vẫn không biết được là trong cái xưởng đó người ta làm cái gì. Hình như là người ta làm kiểu như may vá hay là cái gì đó. Nhưng mà người ta không có kiểu gọi là bị lộ ra bên ngoài á. Kiểu làm xong rồi người ta sẽ thả mấy cái gói bột, cái gói thơm lắm, cái kiểu như nó thơm mùi cà ri gì đó. Cho nên là không biết ở trong đó là người ta làm gì hết. Nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng là cái xưởng đó là cái xưởng làm ăn gian dối, và người ta thải những cái chất độc hại ra bên ngoài. Tôi chắc chắn luôn á, cho nên tôi ghét cái xưởng đó lắm. Không phải một mình tôi ghét đâu nha, mà trong xóm tôi cũng ghét nữa. Bà Bảy nhà bà có kiểu như là nhà bà cũng cách cái xưởng đó gần 10 mét đó mọi người. Nhưng mà nhà bà Bảy hồi cái lúc trước á, là nhà bà có một cái sân thượng nữa rất là cao, cao hơn cái xưởng nó gấp đôi luôn á, cao dữ lắm. Cái hôm đó bà phơi quần xị ở trên, bà phơi quần xị trên, bà phơi một coi ngày mấy má gió lớn quá hay sao, thổi bay cái quần xì bà máng lên cái hàng rào của cái xưởng đó. Cái xưởng đó nó kiểu là nó không muốn cho ai vô, cho nên là nó làm hết tất cả các hàng rào xung quanh cái chỗ đó lại luôn nha. Và bà Bảy bị bay cái quần xì bay qua bển, và chuyện nó sẽ không có cái gì kể nếu như cái quần xì nó không phải là cái quần xì mà bà Bảy bà thích. Để em Hiếu kể cho mọi người nghe tại sao bà Bảy bà thích cái quần xì đó, và tại sao em Hiếu biết được nha, đâu phải như không tôi biết được đâu. Bà mặc cái lộn, bà qua mặc cái lộn. Tại vì cái lúc đó cái xưởng nó đặt ngay cái phần đó, cái hàng rào đó, cái ruộng. Cho nên bà Bảy bà không có muốn đi ra ngoài đó, mà bà muốn đi vô trong đó để bà tự tay bà lấy cái quần xì xuống, chứ không phải lợi ruộng. Bà vô bà nói gì đó, xong trong xưởng người ta không nói. Trời ơi bà nội, không phải xin lỗi, lộn. Trong đó người ta nói chuyện lịch sự lắm. Gì vậy chị? Không có chị ơi, chị làm rớt cho chị tự chịu chứ sao em cho tụi em cho chị vô được, chủ không có cho bất kỳ người lạ nào vô trong xưởng này hết. Chị chịu khó chị ra, chị tự lấy quần xì của chị đi. Còn hay bỏ mua cái mới có quần xì làm thấy ghê. Cái lúc này bà bảy bà chửi, cái mỏ của bà Bảy rất ghê nha. Bà Bảy chửi: trời ơi là trời bố người ta, trời ơi nâng cấp quần xì của tôi kìa. Ê, tao nói cho mày biết, cái quần xì đó tao xài 5 năm rồi, tao không muốn bỏ là tại vì chồng tao rất thích. Đâu giỡn với quần xì chấm bi của tao được mày. Không cho bà Bảy lấy, bà Bảy phải bà lội ruộng, bà lấy cây, bà chọc. Bà lấy cây bà tọt cái đó đó, bà lấy cây bà tọt bà mới lấy được cái quần xì bà ra. Và bà rất là ghét cái xưởng đó nha. Và tôi cũng rất ghét cái xưởng đó luôn. Cho nên nếu mà có chuyện gì mà xung quanh cái xưởng đó, tôi sẽ cập nhật tình hình cho bà Bảy. Xong, hồi nãy Hiếu kể mọi người sao tôi hay đi chơi net đêm đúng không, mà lúc mà tôi về là 5 giờ rưỡi sáng không, mà lúc đó trời còn tờ mờ sáng nha. Cái bữa đó tôi quẹo vô hẻm chuẩn bị đi về đó, đang đi về xong cái tự nhiên tôi thấy ở trong cái xưởng đó tự nhiên có một cái người con gái. Khúc này ghê nè mọi người, câu chuyện này tới bây giờ đáng lý là lên báo rồi. Có một người con gái trong đó, người ta kéo một cái bọc đen ra. Người ta kéo một cái bọc đen từ trong xưởng kéo ra, cái người ta dụng xuống dưới ruộng vậy đó nha. Cái lúc này tôi cũng không để ý nữa, tại mới 5 giờ mấy rồi, 5 giờ mấy sáng mà mình buồn ngủ quá rồi. Mà trong cái xưởng đó chỉ có con gái thôi nha mấy fan, không có con trai. Bà làm ăn rất là kiểu giống như là rất là bí ẩn, cho nên không ai biết hành tung ở trong đó là cái gì hết. Xong cái tôi ngủ dậy cái tới tầm trưa cái tôi mới nhớ lại cái bịch đó. Cái tôi đi ra ngoài ruộng tôi mới coi, trời ơi cái khúc này nha, trong cái bịch đó kiểu như là nó bị hở ra mọi người, có máu ở trong nữa, có máu ở trong nha, ruồi nó buông mà tao nói đầy cái miệng của cái bịch đó luôn á. Xong cái tôi sợ nha, tôi sợ mọi người, tôi sợ lắm, tôi đâu có dám lại tôi mở cái đó ra đâu. Cái xong tôi về, cái tôi đưa cho bà bảy, tôi đi về tôi nói với bà Bảy, tôi về tôi mới nói với bà Bảy, tôi nói: Bảy ơi Bảy, hồi nãy á Bảy, hồi lúc sáng có con thấy có người trong cái xưởng đó, người ta kéo ra cái gì đó mà giờ có máu với lại ruồi bu quá trời luôn Bảy. Cái bà Bảy nói: chết ha, tao me cái xưởng này từ hôm bữa tới giờ rồi, tao muốn nó đóng cửa dữ lắm rồi nè. Xong bà Bảy đi mét tổ trưởng dân phố, tổ trưởng dân phố em Hiếu Lai là bà Năm đây, tổ trưởng dân phố em Hiếu Lai là bà Năm. Bà Năm huy động được hai dân phòng xuống nha, huy động được hai dân phòng xuống lại chỗ đó. Cái hỏi tôi nói nó rùm beng cái chỗ đó hết, và cái chỗ cái bịch đó vẫn chưa có ai mở ra. Sớm tôi bu ra mọi người, sớm tôi bu ra quá trời luôn, người ta đứng lên hết đàn chỗ này nói: trời ơi giết người chặt xác. Còn nói là hả, làm ăn cái gì đó kiểu như làm thịt người, làm bánh bao thịt người. Hồi xưa nổi mấy cái vụ đó lắm nha. Mà mấy ông phải hiểu, dân ở dưới quê mà hễ mà cái câu chuyện gì đó kinh dị là nó đồn ra, tao nói bẹt ta là nhè hết. Nguyên sớm đứng vậy đó xong cái phải xuống dưới vớt lên. Má vớt lên mới ghê, khúc này mới ghê nè. Đáng lý là bây giờ đang báo luôn cái câu chuyện này nữa. Cái lúc đớt giờ lên mấy ông biết ở trong gì không? Tại tôi kể mấy ông sao, là trong cái sủi này chỉ toàn là mấy người con gái thôi đúng không?
vớt lên nguyên một cái bọc băng cô tét. Trời, bữa dở ra muốn xỉu ngang luôn vậy mấy bên. Trời ơi, bữa dở ra cái muốn xỉu ngang luôn vậy đó. Trời ơi, sao mà nó không dục buổi sáng đi. Ê lộn, không dục lúc 8-9 giờ sáng đi. Lục dục lúc đó thì có ai nói cái gì đâu. Trời ơi là trời, dục cái gì mà dục lúc 5 giờ rưỡi sáng, ai đỡ được. Mà tôi thấy còn có máu, chồng còn có ruồi nữa. Trời ơi là trời, cái xưởng làm ăn gì chết tôi rồi. Trời ơi, bữa ta nói nó quê mà chữ ê kéo dài luôn á. Trời ơi, mỗi lần bà đi ngang qua cái xưởng đó em hiếu cúi mặt xuống không à. Đây kể cho bạn nghe câu chuyện chậm gà của bà Bảy nha. Câu chuyện này Hiếu kể rồi nha mọi người. Nhưng mà tôi nghĩ là cái câu chuyện này tại do đăng lên ít view á, cho nên là chắc có thể là có nhiều bạn chưa nghe câu chuyện này ha. Hồi đó trong xóm của tôi, bà Bảy nhà sát gần nhà Hiếu mà, hàng xóm mà mọi người. Bà Bảy bà có nuôi hai con gà mấy má. Bà nuôi một con gà trống và một con gà mái, nhưng bà không có xây hàng rào mà có hai con gà mà nó ỉa như 20 con vậy đó mấy mẹ. Tối ngủ nha, cái sân chống lóc vậy đó. Tối vô ngủ đóng cửa, sáng mở cửa ra cái sân ta nói nó ỉa bẹt ta la nhẹ, nó ỉa trắng cái sân luôn á. Hai con mà tưởng 20 con không á. Xong cái nó ỉa quá trời luôn, là ỉa như vậy là mình phải qua mình máng vốn bà Bảy đúng không? Nhưng xu một cái là bà Bảy nắm được cái thớp của em Hiếu. Bà Bảy nắm được cái thớp của em Hiếu. Bà biết được là em Hiếu là có cái tật là ỉa sau hè. Hồi đó tôi ỉa sau hè nhà bà Bảy nha, nhưng mà tôi không biết được là tại làm sao mà bà có thể biết được luôn á nha. Và bà đi đồn khắp cái xóm là tôi ỉa sau cái hè của bà. Bà đồn mà tôi nói không còn đường nào bà chui trong cái xóm đó luôn á. Xong cái bữa tôi qua tôi máng vốn bà. Tôi nói trời ơi Bảy ơi, Bảy cột mấy con gà lại đi, hay là Bảy nhốt nó lại trong mấy cái chạc đi, chứ Bảy làm gì để nó qua nhà con nó ỉa hoài vậy Bảy. Cái xong Bảy nói trời ơi có gì đâu hả, người mà nó còn qua nhà hè Bảy nó ỉa được mà, nói chi mấy con gà này nữa con. Trời ơi, mà nói vậy giờ mình tức chứ sao mọi người. Kiểu giống như là gà bả qua nhà mình ỉa là chuyện bình thường, tại vì mình đã từng qua hè bả ỉa mà, nói chi mấy con gà này. Bả nói vậy cái xong cái tôi cũng bực chứ đâu có cãi lại nữa đâu, tại vì cái lý do của bả hết sức là hợp lý luôn nha. Không nói lại, cái hôm bữa đó cái này mới là cái đỉnh điểm quyết định làm tôi ăn cắp của gà của bả nè. Sáng hôm đó mắt nhắm mắt mở đi ra lấy áo để đi học nha, mang chân không bước ra tôi nói tôi đạp cứt gà. Tôi nói bực, mới sáng sớm vừa mới ngủ dậy mới 5 giờ mấy 6 giờ sáng à, chuẩn bị đi học ra đạp cứt gà, hỏi sao không tức. Cái xong cái tôi thấy con gà cái kiểu như nó chạy vô trong cái sân nhà của em Hiếu á, có một con à, nó chạy vô trong sân nhà của em Hiếu, nó không có đường ra, cái tôi chụp nó lại được, cái tôi cột nó ra sau hè nhà tôi á, tôi cột ở ngoài cái bụi chuối ở ngoài á. Xong cái lúc này không có một ai biết được cái câu chuyện đó nha, tôi cột cái miệng của con gà lại nữa, nó không có la được. Tôi tính là đợi chiều về tôi thả nó ra để tôi biết cho bà Bảy hiểu được là tại sao để con gà bà đi ỉa ở đầu này nọ. Cái lúc mà tôi vừa mới đi học về, cái bà Bảy bà bị mất con gà nên bà đi kiếm á, và bà nghi ngờ nhất đó chính là cái nhà tôi, tại nhà tôi nhà hàng xóm mà. Xong lúc này mẹ của em Hiếu chưa biết cái chuyện đó, mẹ tôi cãi tay đôi với bà Bảy. Mà mấy bạn phải biết mẹ tôi cũng là dân bán cá mà mọi người. Mẹ tôi cũng là dân bán cá mà, cho nên là chuỗi rất là đỉnh nha. Và mẹ tôi đang không có biết sự thật mà mẹ tôi nói: Bảy, chị đừng có nói vậy, nếu như mà em mà hay là nhà của em mà có trộm con gà của chị, em đốt cái nhà em luôn. Trời ơi là trời. Lúc này tôi đang vừa mới dắt xe đạp vô, tôi nghe xong cái câu này của mẹ tôi là tôi biết cái tình hình mình không thể nào mà cứu vãn được cái cuộc nói chuyện này được. Mình không thể nào mình có thể cứu vãn được cái cuộc nói chuyện này được nữa nha. Xong cái lúc này, cái lúc mà bà Bảy bà về rồi, tại vì lúc này mẹ tôi diễn đỉnh quá, mà không phải diễn nữa mà thật sự là mẹ tôi không có biết con gà đó tôi lấy nha. Cái xong cái tôi ngồi, cái tôi cúi mặt xuống bàn nè. Cái xong cái lúc mà mẹ tôi cãi lộn xong rồi, mẹ tôi vô, mẹ tôi nói: Ủa gì vậy con, bộ làm bài không được hay gì, nhìn mặt buồn hiu vậy, có gì chia sẻ với mẹ đi nha. Xong cái tôi nói: Không phải mẹ ơi, không phải con làm bài không được đâu, nhưng mà có cái này con nói với mẹ, nhưng mẹ đừng quýnh con nha. Xong cái mẹ tôi nói: Trời, có gì đâu, không mẹ con che giấu gì, nói có gì nói đi. Gà bà Bảy sau hè kìa. Gì? Gà bà Bảy gì? Nãy tôi vừa mới nói với bà Bảy bộ mày không nghe hả? Nhà mình, nếu mà nhà mình có ai lấy con gà nhà bà Bảy, tao đốt cái nhà tao luôn. Xong cái tôi dẫn mẹ tôi đi xuống sao, kiểu như là chị Huệ nhìn, chị Huệ hoang mang mọi người. Chị Huệ nhìn trong lầu, chị Huệ cũng không thể nào mà cứu vãn được cái tình hình này nữa rồi, cho nên chị Huệ sử dụng một biện pháp rất hay là chị Huệ nấu luôn con gà của bà Bảy nha. Và nhà tôi thủ tiêu đi xương của con gà bà Bảy ngay trong đêm đó luôn nha mọi người. Và tới bây giờ bà Bảy chắc cũng chưa biết được là con hồi đó là tại làm sao bà Bảy bị mất con gà.